Sáng nay ngày 1 tháng 7, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên, Hà Nội cho biết, phòng hóa học của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã gửi các mẫu ở hiện trường vụ cháy kho hóa chất tại cảng Đức Giang về Viện Môi trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Hóa học để phân tích xem có chứa độc tố độc hại hay không. Và theo thông tin từ Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết, kho hóa chất bị cháy rộng 812m2 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Cường Việt. Đơn vị này được cấp phép kinh doanh hóa chất. Theo khai báo ban đầu của các doanh nghiệp, số hóa chất bị cháy là cồn methanol, được biết đến là chất rất độc với lượng nhỏ có thể gây mù, nhiều hơn có thể gây tử vong dễ dàng. Trường hợp cháy, methanol chuyển hóa thành CO2 và nước nên không đáng lo ngại. Tuy nhiên, trước khi cháy, do nhiệt độ cao, methanol có thể bốc hơi và gây ngộ độc cho những người hít phải. Tuy nhiên, nếu cột methanol cháy thì sẽ xuất hiện cột khói trắng, trong khi cột khói được ghi nhận tại hiện trường là màu đen. Vì vậy, ngoài cột methanol còn có những hợp chất gây cháy khác. Hạ tầng hàng không quá tải tại một số sân bay như là Nội Bài, Tân Sơn Nhất đã khiến hai hãng hàng không cũ lẫn mới đang gặp khó khăn để lấy slot bay. Tại giờ cất và hạ cánh, tình trạng cạn slot bay cũng nảy sinh những câu chuyện xin cho. Để tránh tình trạng này, thì Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xây dựng thông tư về quy chế điều phối và quản lý giờ hạ cất cánh tại các cảng hàng không Việt Nam như là đấu giá bốc thăm. Bên cạnh đó, thì VCCI cũng góp ý về việc phân bổ slot bay để tránh gây bất bình đẳng giữa các hãng bay trong nước và quốc tế. VCCI cũng cho rằng quy định phân bổ slot căn cứ vào cả kế hoạch khai thác đội tàu bay và đề nghị của doanh nghiệp sẽ dẫn đến trùng lập không cần thiết. Mặc dù nhập khẩu lợn từ Thái Lan về, nhưng mà giá lợn hơi trong nước vẫn tăng cao. Cụ thể, sau thông tin lợn sống Thái Lan được nhập về Việt Nam, giá lợn hơi đã giảm 10.000 đồng một ký. Tuy nhiên, sau đó lại tăng lên khoảng 3.000 đồng một ký và giữ ổn định ở mức này trong khoảng một tuần qua. Bên cạnh đó, tình trạng thời tiết nắng nóng kéo dài cũng đã khiến lượng tiêu thụ thịt lợn tại một số chợ giảm và kéo giá bán giảm theo. Hiện lợn móc hàm được các tiểu thương mua vào ở mức là 120.000 đồng đến 122.000 đồng một ký. Giá thịt ba rọi đang ở mức bán là từ 150 đến 170.000 đồng một ký. Thưa quý vị, lúc 8 giờ 55 phút tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC sáng nay niêm yết tại thị trường Hà Nội ở mức là 49,15 đến 49,55 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Và so với chốt phiên ngày hôm qua, mức giá này được ghi nhận là tăng 110.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 140.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức là 49,25 đến 49,6 triệu đồng một lượng chiều mua vào và bán ra, tức là đã tăng 110.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 280.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng trong nước đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, vượt cả vùng 49,3 triệu đồng một lượng được lập vào cuối năm 2011. Và đáng lưu ý hơn cả, giá vàng nhẫn liên tục tăng mạnh và đang cao hơn đáng kể so với giá vàng miếng SJC. Một vụ cháy khác xảy ra vào lúc 8 giờ sáng nay ngày 1 tháng 7 tại rừng thông nằm trong khuôn viên của Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn của thành phố Đà Nẵng. Nhận được tin báo, thì Phòng Cảnh sát Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an thành phố Đà Nẵng đã lập tức điều 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với dân quân. Sau hơn 1 giờ khẩn trương dập lửa, đám cháy cơ bản đã được dập tắt và rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại ban đầu đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thêm 6 dịch vụ công mới được cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia kể từ ngày hôm nay. Các dịch vụ này gồm chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, cấp mới, đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp mức độ 4, nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của cảnh sát giao thông và nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của thanh tra giao thông. Trong đó, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính được đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng. Thay vì phải đến phòng công chứng công tư, thì người dân doanh nghiệp có thể ngồi tại chỗ để chứng thực những giấy tờ như chứng minh thư, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu. Đối với cấp mới, đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp mức độ 4, dịch vụ này trước mắt sẽ thực hiện thí điểm tại Tổng cục Đường bộ, thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nam và 3 bệnh viện ở Hà Nội và 8 bệnh viện, trung tâm y tế ở Hà Nam. Theo tính toán, 6 dịch vụ công mới khi được tích hợp, cung cấp có thể giúp tiết kiệm chi phí xã hội khoảng hơn 1.600 tỷ đồng một năm. Thưa quý vị, trong nắng nóng thì con người cũng có muôn kiểu trốn nắng và tránh cái nóng. Như những người dân ở vùng Bãi Ngang ở Hà Tĩnh rủ nhau ra bờ biển dựng lều dưới tán cây phi lao để nghỉ trưa. Cách này vừa giúp họ có được giấc ngủ ngon vừa tiết kiệm được tiền điện. Dựng lều, mắc võng nghỉ trưa dưới tán cây phi lao ngoài bờ biển là cách mà người dân ở thôn Lâm Hải, xã Xuân Liên của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh trốn nắng nóng trong thời gian vừa qua.
khoảng 12 giờ trưa, hàng chục hộ dân ở thôn Lâm Hải đã kéo nhau ra biển nằm nghỉ ngơi trong những chiếc võng đã được mắc sẵn trong lều dưới tán cây phi lao phòng hộ. Người dân cho biết, suốt hơn một tháng qua, buổi trưa nào bãi biển này cũng rất đông người. Nhiều hộ dân ở đây do không có điều kiện để lắp máy điều hòa nên đã tranh thủ ra nghỉ ngơi, vừa hưởng gió biển mát mẻ, vừa không phải tốn tiền điện. Rồi chúng về mùa nắng nóng ấy, điều hòa không có, tiền điện thì cao quạt đồ nóng ấy, đưa ra có bà chị lâu thôi, đi vô mát đưa thôi, có chứ đâu. Dù không đông đúc như ở xã Xuân Liên, song nếu đi qua bờ biển ở xã Thịnh Lộc của huyện Lộc Hà, vẫn có thể bắt gặp một số ít người dân nghỉ trưa trên những chiếc võng được mắc dưới tán cây phi lao. Dụ như mùa này thì nằm ngoại, thì ta là ngủ đấy, thì do khí hậu hơn mặn thì kia mà nằm ở nhà. Nằm nghe sóng vỗ sau giấc ngủ trưa bên bãi biển, nhiều người dân nói rằng trời này quạt điện càng dùng nhiều thì càng nóng, không thể yên giấc được. Ra bãi biển mắc võng nằm ngủ vô cùng dễ chịu. Tận hưởng gió trời chính là cách trốn nắng, tránh nóng tuyệt vời nhất của người dân miền biển. Hôm qua ngày 30 tháng 6 là hạn cuối cùng để thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và đăng ký xét tuyển đại học dựa trên điểm của kỳ thi này. Ghi nhận tại Hà Nội trong ngày cuối cho thấy vẫn có khá nhiều em nộp hồ sơ lại do thông tin trước đó bị sai sót. Điểm khác biệt năm nay so với năm trước, do không có cuốn những điều cần biết có đầy đủ thông tin về mã ngành, mã trường, nên học sinh đã phải tự tìm hiểu từ nhiều nguồn khác nhau. Vì thế, việc cùng một lúc phải tìm và điền được chính xác cả hai thông số này cho nhiều nguyện vọng cùng lúc trong quá trình làm hồ sơ, khiến nhiều thí sinh gặp khó. Cái thứ nhất là sai mã ngành, bởi vì là có rất nhiều trang thông tin không chính thức của bộ và của các trường, cho nên là nhiều khi em tìm hiểu sẽ dễ bị sai và nhầm lẫn. Thầy cô sẽ khoanh vào hồ sơ của mình, những lỗi nào mình sai chỗ nào, và sau đó mình sẽ phải viết lại một bộ hồ sơ mới. Không chỉ mã ngành mã trường mà cả thông tin về mã tổ hợp, chứng chỉ ngoại ngữ cũng là sai sót nhiều thí sinh gặp phải. Do năm nay thời gian đăng ký làm hồ sơ của thí sinh giảm đi chỉ còn 15 ngày, nên các cán bộ thu hồ sơ cũng áp lực hơn. Sai sót nhiều, trong khi số lượng hồ sơ lên tới gần 3.000, nên thầy Cường sẽ phải tiếp tục cập nhật đến tối và không thể hoàn thành trước quy định như mọi năm. Các bạn viết sai rất nhiều, cái công việc chúng ta gặp, bọn mình gặp phải là làm rất nhiều lại hồ sơ. Làm nhiều lần, nhập nhiều lần. Và sau khi in cho bạn kiểm dò xong thì vẫn có thể xuất hiện trường hợp sai. Một thời gian rất gấp nên là nhiều việc quá, nó rối lên. Những cái sai sót này sẽ được bộ phận đăng nhập tuyển sinh kiểm tra và hướng dẫn các em viết lại để các em có thể hoàn thành tốt cái hồ sơ tuyển sinh của mình và sau này tránh được những cái rắc rối khi tuyển sinh sau này. Cùng với sửa lỗi thì việc sắp xếp thứ tự nguyện vọng ưu tiên cũng là điều các trường lưu ý tới học sinh. Bởi việc chọn ngành theo sở thích hay theo xu hướng thị trường vẫn là điều mà nhiều em băn khoăn. Tuy nhiên, thí sinh vẫn còn cơ hội để cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng một lần nữa sau khi biết điểm thi vào tháng 9 tới. Đánh giá đúng cái mong muốn của mình, cái năng lực của mình với cái gì mà các em muốn nhất thì các em lên số 1. Sau đó cái thứ tự số 2, số 3, bởi vì đã trúng cái số 1 rồi thì sẽ không được vào số 2, chứ đừng có đắn đo giữa cái số 2 với số 1. Sau khi nộp phiếu đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi. Tài khoản này được dùng từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Để bảo mật thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu trong trường hợp quên tài khoản và mật khẩu. Có thể liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi để cấp lại. Thưa quý vị và các bạn, vướng mắc mặt bằng tại các dự án phát triển đô thị là vấn đề nan giải nhiều năm qua trên cả nước. Tại tỉnh Quảng Ngãi, thực tế này cũng đang diễn ra tại một trong những dự án quy mô nhất nhì tỉnh là khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng. Hiện còn gần 20% diện tích chưa được giải tỏa đã khiến quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, phát sinh bất cập và tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ được cam kết với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Thửa đất này của gia đình ông Nguyễn Đó nằm trong phần mặt bằng thực hiện dự án khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng chưa được giải tỏa. Sau khi được chính quyền vận động, ông đã đồng ý phương án di rời. Diện tích tôi nằm trong dự án là 8 sổ, mà tôi vô được 6 sổ rồi.
còn hơi sâu nữa. Nhưng mà theo tinh thần chung ấy, thì mình vô là cái đất ấy, thì cho cái lợi ích chung ấy, thì mở rộng đô thị phát triển của xã hội thì cái đó là lợi ích chung, nhưng mà tương lai thì tương lai sau này. Hiện tại, dự án khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng còn vướng mặt bằng ở 12 hectare là đất hoa màu của 90 hộ dân thuộc huyện Bình Sơn. Thực tế này khiến dự án rơi vào cảnh thi công ra beo. Diện tích thi công xen kẽ diện tích đất người dân đang sản xuất. Có chỗ có mặt bằng, có chỗ chưa có mặt bằng. Đấy, cho nên trong cái quá trình thi công thì phía đơn vị thi công cũng khi mà đổ đất san lấp mặt bằng thì cũng có chồng lấn lên một số cái vị trí của bà con mà chưa nhận đền bù giải tỏa. Đấy, cho nên là bà con cũng có những cái ý kiến đấy. Thì về cái phía đơn vị thi công thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và bên phía chủ đầu tư. Đồng thời song song với đấy là vận động bà con, trước hết là mong bà con thông cảm. Bởi vì với cái những cái điều kiện thi công như thế này thì chúng tôi cũng có những cái sai sót không thể tránh khỏi trong cái quá trình thực hiện cái công việc của mình. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tất cả diện tích đất nhà nước thu hồi cho dự án này là đất màu. Một số hộ dân cho rằng mức giá đền bù còn thấp nên chưa chịu giao đất và nhận tiền. Ngoài mức giá nhà nước bồi thường, thời gian qua chủ đầu tư còn hỗ trợ thêm 17 tỷ đồng để nâng hệ số cho người dân. Cái giải pháp sắp đến là chúng tôi tăng cường làm tốt tuyên truyền, giải thích người dân. Thì mục tiêu dự án rồi, vấn đề phạm vi dự án rồi, tất cả các cái chính sách bồi thường cho những người dân, không chỉ ở trong mà ngoài dự án. Cái thứ ba nữa là cái biện pháp này mà chúng tôi làm hết tất cả rồi, nhưng mà xác định rõ là chúng tôi áp dụng cơ chế của nhà nước rõ ràng. Ví dụ như trừ đầu có 4 cái trường hợp trong cái giai đoạn 1 mà xét thấy là những trường hợp này đã giải thích hết cơ chế từ dưới đó lên đầu, thì sau khi mà đề xuất của xã Bình Trung cũng như thị trấn Châu Hữu là nếu như mà huyện mà chỉ đạo công tác vận động không tốt thì áp dụng biện pháp cưỡng chế. Cái này đây là quy định của luật pháp. Đây là danh mục đây, dự án này nhà nước thu đất chứ không phải nó là những cái dự án bình thường hết. Theo kế hoạch của tỉnh Quảng Ngãi, dự án khu dân cư kè Bắc sông Trà Bồng góp phần chỉnh trang và xây dựng Bình Sơn thành đô thị loại 4. Đây cũng là đô thị kết nối với khu kinh tế Dung Quất, hình thành cụm đô thị liên hoàn ở phía Bắc Quảng Ngãi. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, hơn một tháng trời không có mưa, trong khi nước tại các sông suối, hồ đập đều cạn kiệt, khiến hàng ngàn hecta lúa hè thu và hoa màu của bà con nông dân khô hạn, có nguy cơ chết cháy. Hiện chính quyền và ngành nông nghiệp các tỉnh này đang tập trung triển khai đồng loạt các giải pháp để chống hạn nhằm hạn chế thiệt hại về kinh tế cho người dân. Đây là thời kỳ lúa hè thu sinh trưởng và đẻ nhánh. Tuy nhiên, hiện nhiều diện tích lúa hè thu tại tỉnh Nghệ An đang bị khô hạn nghiêm trọng. Ruộng đồng phủ một màu trắng xóa, đất đai nứt nẻ chằng chịt. Các hệ thống trạm bơm chính và giã chiến đã được triển khai, hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, nguồn nước tại các kênh mương cũng đang dần cạn kiệt, chờ đáy. Vâng, sau lưng tôi đây là một trong 11 trạm bơm thuộc hệ thống thủy nông của xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Và hiện tại tất cả các trạm bơm nơi đây đều không thể phát huy tác dụng bởi mực nước tại các sông suối hồ đập tại địa phương này đều xuống rất thấp ở mức nước chết, khiến lưu lượng nước ở đây không đủ để các trạm bơm hoạt động. Và việc này đồng nghĩa hàng trăm hecta lúa của bà con ở đây đang bị đe dọa bởi tình trạng khô hạn nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài cộng với gió phơn nam thổi mạnh như thế này. Theo số liệu báo cáo, vụ hè thu năm nay tại ba tỉnh ở Bắc Trung Bộ gồm Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình có gần 130.000 hecta lúa hè thu và lúa tái sinh. Tuy nhiên, hiện có hơn 15.000 hecta có nguy cơ bị hạn nghiêm trọng. Trong đó, riêng tỉnh Nghệ An có hơn 10.000 hecta. Bên cạnh đó, hàng ngàn hecta hoa màu, cây ăn quả chủ lực cũng bị ảnh hưởng nặng nề do nắng hạn. Nếu nắng nóng còn kéo dài, nguy cơ mất mùa, giảm năng suất là điều khó tránh khỏi. Nhiệt độ là tăng hơn 1 đến 2 độ C so với năm trước. Do đó là kỳ mặc dù kỳ có kỳ lượng nước tưới đảm bảo nước tưới phía dưới, nhưng mà kỳ khả năng sinh trưởng và phát triển của cây là bị hạn chế rất cao, rồi do kỳ nhiệt của cái năm nay là rất lớn. Các địa phương tập trung nhân lực vật lực và thực hiện các cái giải pháp chống hạn và phân phối nguồn nước hợp lý tiết kiệm, tránh cái việc tranh chấp về nước. Hiện nay, hàng ngàn hồ chứa thủy lợi ở ba tỉnh Bắc Trung Bộ, mực nước xuống rất thấp. Nhiều hồ đập đã cạn trơ đáy. Riêng tại tỉnh Nghệ An, có 97 hồ lớn do các công ty thủy lợi quản lý, có mực nước từ 40 đến 70% dung tích thiết kế. Gần 1.100 hồ nhỏ do các địa phương quản lý,
mực nước đều chỉ đạt từ 20 đến 50% dung tích thiết kế. Nhiều địa phương đang tích cực nạo vét lòng hồ để tích nước bơm cứu lúa. Mực nước ở trên các sông suối và hồ đập xuống thấp đến mức báo động. Thì nhiều khi hồ đập trên địa bàn tỉnh đã xuống đến dưới mức mực nước thiết kế, khả năng là xâm nhập mặn vào nội đồng là trên địa bàn Nghệ An ở các cửa sông ven biển. Dự báo tình hình thời tiết nắng hạn sẽ còn xảy ra và kéo dài, cùng gió Tây Nam tiếp tục thổi mạnh khiến lượng hơi nước bốc nhanh. Vì thế, tình trạng hạn hán có thể xảy ra ngày càng nghiêm trọng hơn.